Buổi sáng sớm đó thì cái cây bắt tiền của mình nó như thế này nè. Ơi, ngày hôm qua nó mất tiêu cái bay rồi, bây giờ mình mới tìm được, nó lọt dưới đây nè. Bây giờ mình nó đi cái lòng vòng vòng, mình cứ đi chung quanh mấy cái chỗ của mình đi qua. Đây cái hoa nó mới nở dưới gốc này, nó đẹp ghê mấy bạn. Mình thích cái cây này vì mẹ con mấy nàng thỏ không có phá mình. Đó, đây là cái cây hoa nhài của chị Hải này. Cái nhài này, nhài nó thơm lắm, nó uống trà được đó. Những cái hoa này á, những cái hoa bắc tiên này đó là cái hoa nó mới nở, nó còn nhỏ mấy bạn. Nó to to vài ngày sau thì nó to to ra hơn. Đó là mình đã bỏ phân rồi, cái trước nhà bắc tiên này là mình bỏ phân hết rồi đó. Mình có em nào nhầm á, không biết em nhầm hay là bị gì. Sau 75 á, thì họ đổi tên nhiều thứ quá, giống như cái kêu là cái hoa mẫu đơn của ngoài Bắc á, thì nó lại là cái hoa trang của việc người miền Nam đó. Đây là cái hoa này là hoa sứ đây nè, lá này là lá hoa sứ nha mấy bạn nha. Mình gửi cho mấy em luôn, nào hoa nào hoa là nó đẹp thôi, có hoa mắc cỡ người ta làm nó cũng đẹp luôn, người ta nhân cách quá cái hoa lên đây. Thì mình chiếu gần cho mấy bạn xem xíu. Đây là mình thu hoạch đó từ công trường Stratocota đó ở dưới suối đó. Đó, cái cây đó là cái cây tre đen đó nha mấy bạn. À, nó là Black Bamboo. Đó là mình đã bứng về một mớ. Nói mình ăn gian á, mình nói anh Lê anh bứng, mình thích cái đó đó. Mình nói mà nó leo tuột chứ đèo đó đấy nè. Nhưng mà ảnh thì ảnh nghe nói kêu làm nó là bởi vì ảnh biết mà, khi mà làm được cái gì cho mình rồi đó mình khen dữ lắm, là mình ca tụng cho ảnh cho cả thế giới đều biết luôn, ảnh giỏi. Đấy, đây nè, đây bên này đó là cũng là cái cây tre đen, cây tre đen đó hả. Hồi trước nhà mẹ mà mình á, anh họ mình có đem về ở chùa, đem về người ta tới người ta cúng chùa đó đó. Nhưng mà cái cây này đó khi mà nó còn non này nè, mình chiếu dài dài lên cho mấy bạn xem thì nó xanh xanh như thế này nè, nhưng mà khi nó già đó thì nó cái cọng nó đen, nó đang mung, nó đang tuyền luôn, nó đẹp á. Đó, mình rất là thích cái cây đó, nhưng mà chị Sáu chứ cũng muốn, rốt cuộc rồi đó chị không có, chị bận rộn rồi, chị hai mình nằm nhà thương, chị cứ lo cho chị hai đó, không có tưới cây đó nó chết queo. Đó, mình rất là tiếc, mà bây giờ đi mua một cái nhánh này lên đó bạn, là nó bán mình 175 đồng. Mình xin lỗi nha, tôi không có tiền đâu, anh lên chỉ cho tôi mua gì một đồng trở xuống thôi, chứ một đồng trở lên là anh không cho. Anh nói chứ mua làm gì nó phí. Em chả hãy mua làm gì cho nó phí, cái chờ ở chờ nào ấy đấy. Thì anh Lê người Nam thôi, mà tại vì mình thương chị Hải, chị Hải chứ rất là tốt với mình. Người ta nói là người Bắc hà tiện này nọ, chứ mà chị Hải đặc biệt là chị rất là rộng rãi đó, cho nên mình hay ghẹo chỉ chơi cho vui chơi thôi, để chị em cười. Để nói cho bạn nghe, cái trái bầu hồ lô của mình á, nó mà mình không có trồng nha, cái này là nói sự thật là em không có trồng nó, mà vì đó là Lisa cho mấy trái đem về á để làm mình treo giả lên cho mấy cái cây của mình không có trái đó. Đó, mình xí gạt đó thì này, chơi là nhà tôi cũng cây trái rồi này nọ. Ôi chà, đây mấy bạn coi nè, cái cây hoa này đó là cái cây mẹ của mình, cái cây mẹ của cây bắc tiên của mình á. Ở bên kia là một cây dưới gốc chanh á, cái cây này bạn coi nó lên 1,5 inch luôn mấy bạn luôn. Nó bự ra là cái đó là có một cái thôi nha. Đó, nguyên cái bụi này quá chừng á, quá chừng bông hoa chưa. Đó, cây này đó là nó nở, là nó nằm nó vươn xanh, cây co lá con mà nó bạn ơi, nó đồng tiền mà nó có xanh xanh sọc sọc đó, nó cũng đẹp phải không. Đó, mấy cái này đó là mấy cái này nè, cái chỗ cái bay mình chỉ đó là cái đó nó già rồi, mà nó để nó thành lá thành cái cánh đó. Chị Hải thì chị cắt chứ bỏ đó để cho nó đâm nụ hoa ra thêm. Thì thực sự ra nó cũng cái nào nó cũng có cái tốt, nó nào nó cũng có cái có này có kia mấy bạn đó. Mình nói là trên đường mình đi, mình điểm danh mấy cái cây bắc tiên của mình á. Cái cây bắc tiên của mình á, thì cái cây này nè, cái màu này, nó cây của màu này cũng đẹp. Cây này là cây của mình đó, không á. Nó mình cắt ra mình phơi nắng á, thì nó ra nó đẹp á. Rồi chừng nào mà cây nó đẹp rồi đó, mình phân ra mấy cây nhỏ rồi á, thì cái cây bự, cái gai này ghê không á, là mình cũng cho nó đi đon luôn. Mình cũng bỏ nó luôn chứ mình không có để nó. Đó, ở đó đây mình có thêm một cây mẹ nữa đây nè. Đó, mình bỏ cái phân mà chị Hải chị ô và đô chứ là chứ làm cho nó phẩm phân cái cây của chị đó nó ngủm á. À, mấy cái cây là cây
nó kêu là cái lồng đèn đó, cái lồng đèn đỏ đó, tức là nhà chị đó là trồng cái lồng đèn đỏ nhiều lắm nha, chị thích màu đỏ mà. Thành ra đó chừng nào mà cái lồng đèn mà tôi tắt đèn đó là ông đừng có vô cái phòng của tôi, là tôi sẹt trong cái đó, đây sẹt căn cái đây. Nó vẫn chơi thôi nha, đừng có tưởng thiệt mấy bạn làm vậy là bạn ở tù đáng chịu nha, đừng có nói mình xúi nha. Đây. Mình đi mình hay đi cái SSL á là nó quán luôn mấy cái này nè. Mà cái này là anh này là ảnh hành cái nghề cắt cỏ. Cái cây này nó dài luôn tất cả là 7 8 tấc nha mấy bạn. Nó kêu là cái cây mã tấu á, cái là nó kêu là sword. Đó thì mình lấy cây đó về, cái mình á mình mua cây đó về 5 đồng. Để mà mình có đi vào rừng mình mà giữ rừng sậy đó, những cái cây trúc này nọ này, cây này là cây trúc, mình là cây trúc vàng, cây trúc xanh trúc vàng á đó, thì mình cũng chưa dám trồng ra được, còn đương trong chậu á, cây đó là trên nhà chị Hải mình cho đó. Cây này là cây bông giấy, nó màu trắng hồng đây này, mình thích cây này đó, chỉ cho mình nguyên một cái chậu to đùng ra luôn đó, bạn biết luôn chậu đó là nhiều tiền lắm ấy. Đây thì mình nói cái bát tiên của mình điểm danh nó, mình bỏ phân nó lên thì nó hồng hồng đây nè, nó đậm hơn đây nè, đó nó ra cái màu đó đó. Chỉ cây này màu hồng mà hồng xanh nữa chứ không có phải hồng không đó. Còn cây này cây medium của chị thì mình không có tính, mình thôi tính cây của mình thôi để cho mình biết ha. Đó cái cây này là cái cây nguyên thủy của cái cánh nhà mình nè đó, nó to đùng như vậy đó, nó to lắm, mình bỏ phân rồi đó. Còn cái cây này là rose là nọt, cây này là mình mua trên mạng, trên internet á đó. Thì mình đương tưới cây phía sau vườn, bởi vì cái hoa sen nó nở, mà cái hoa sen là cái hoa mình thích nhất đó, hoa sen mình thích nhất, cho nên mình cứ quay lên quay xuống nó hoài. Lý do mình chạy lên trên này á là do mấy cái bịch phân á, 40 bịch phân á mình bỏ rồi, mình bỏ hết cái gặp hoa trên này rồi. Thì cái cây này là cái cây màu trắng hồng ấy mấy bạn đó, bắt tiên cây nó nhỏ thôi nhưng chị Hải cho nên nó cũng to lắm, mà rất không biết về sao mà vì sao mà nó về nhà mía ấy, cái nó treo đó, nó theo sai của chủ nhà. Xin lỗi gì cứ chọc chỉ riết ra đó. Đây coi, mình cưng gần chết đó, mà coi bà coi nó đó đào đây một lỗ đây. Đây nè, một lỗ tung hút đó là cái con gốc phờ nó đào. Nó đào nó ăn rễ của cây mình. Cho nên nó những cái cây đó là mình trồng trong chậu đây. Để mình loại trừ nó ra. Đó cũng cây cái màu hồng nha, mình hồng 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 đỏ đỏ, cam cam. Đó là phía trên này trước nhà mình, cái cây này là cũng là hoa to nè mấy bạn, nó trắng thế này. Đó, nó rất là nhiều màu. Đây cũng có loại cam cam của mình đây. Đó cây này cây màu vàng nữa. Mà sao thấy anh nhỏ thì mình cũng chả biết nữa, nhưng mà kệ đó, mình cứ tưới phân nó vào đây rồi. Khi nào mà nó đây. Đó cây của mình đó. Đó khi nào mà nó bắt được phân rồi thì mình tính sao, còn nó đây là giặt kìa phía trước nhà mình. Mình làm đó rồi mình trồng á. À, mình thì mình không có thích phong lữ gì mấy đâu, nhưng mà nó được có một cái là lúc nào nó cũng ra hoa tối ngày mấy bạn đó. Rồi mà con thỏ thì nó không ưa cái mùi đó. Nó nhỏ, nó trồng lâu rồi mình không cắt nhánh, không có tẻ nó ra đó, thì nó lên hoa nhỏ nhỏ thôi, thì mình phải cắt, mình phải làm thôi đó. Mấy cái thanh long tím của mình nó cũng ra cũng bụng trái cũng khá lắm. Bên này thì mình trồng cây dừa cạn ở đây, nó có một mớ cây bắc tiên nữa mình chưa trồng, mình đương trồng sơ sơ đó, nó cũng còn phát triển rất là thô sơ. Cho mấy bạn xem cái cây thanh long la. Thanh long dừa của mình nè, cái này nó kêu là thanh long Lisa Asunta. Asunta 40 năm gì đó mình không biết. Đó nó có một mớ nụ ở bên cái gốc bên này nè. Ở đây nó lên cây nữa thì mình sẽ cột là cây này cây của chị Hải cho mình. Mà cây này đặc biệt là mình phải chấm hoa nó mới đậu trái mấy bạn. Đó. Chị,
sẵn mình quay cho chị Chính mình xem luôn, chị Hải có xem thì xem nha. Đó, cái hoa của này đó, đó là cái cây hoa mà mình thấy ở trên Beo Le đó, nó ra cái màu, cái hoa đó, màu đó đó, mà nó ra màu vàng nó ấy hơn. Cho nên á, mà cái gốc này đó là cái gốc cây của mình nha, nó là nó màu đỏ cam á. Đó, mà khi nó nhạt nhạt nó ra như thế này nè. Đó, là mình cứ để mình xem thử. Thì chị Chính hỏi cái cây của tao cho mày sao? Cây tao cho mày, cái cây mà cây tao cho mày hay mày cho tao thì nó ra như vậy nè. Là cái cây cái giống của Yến cho chỉ là cũng là cái cây to đó, mà nó chưa lợi sức cho nên nó mới nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì từ từ rồi mình sẽ nuôi nó lên, mình sẽ nuôi con cái của mình lên, nó lên nó về nhà mình, nó về nhà em là nó là thuộc đội của em rồi đấy nhá. Đó đó, mấy cây của mình đây đó, đây là mấy cây hoa giấy vàng với lại màu cam đây nè. Cái này là chị Hải chứ mua cho mình đó, rồi mình sẽ trồng xuống bên cái vách núi, chỗ nào chị thích á, mình nói chỗ nào chị thích thì chị nói đi, chị chỉ đi, em trồng cho chỗ cho chị cho. Chị lên thì chị ngắm đây nè, cái cây này của chị này chị trồng á từ màu đỏ màu cam ra. Chị cứ cây nữa, cây cây gì đó ơi Bắc Thiên này, cứ ở nhà chị Hải nó cứ trở màu đi, chị tức quá thì chị cho đi hết á, rồi lên cho nhà mình cái mình đổi ra nó ra màu khác, rồi mình ngồi đó mình cười chị chơi thôi. Cây này bữa đó trời nắng quá, nó bị nắng nó queo nữa các bạn, cây đồng tiền của mình này. Nhưng mình sẽ tưới lại, nó tươi lại sao không, cũng không sao đâu. Đó, cái cây á, mấy cây này là cái cây Bắc Tiên của mình ươm ra đó. Medium có, size lớn rồi có, rồi nó lên rồi thì mình đem ra ngoài mình trồng. Chứ còn giờ đó là nắng lắm đó các bạn, nắng đây khiếp đảm luôn. Đó, những cây sứ của mình á, bây giờ mình không dám tưới nữa, mình tưới nó chết rồi, bây giờ nó ra lá đó thì dưới là rễ nó tốt rồi nó mới ăn được cái nước, cho nên mình mới tưới nước nó vào chứ không thôi nó chết nha mấy bạn nha. Rồi, cái thùng phân này chị Hà ha, chị Hải mua cho mình, Lisa mua cho mình á, là mình xài được hết 1/3 thùng rồi. Mình cứ lấy, mình cứ đem vào, mình cứ rắc cây của mình đi. Thì tốt xấu gì tính sao? Đây, cái chậu sen chính giữa này đó là mình bỏ nó là nguyên một cái bịch phân nó nở ra thấy thương không, nó nằm ngang ngang nó như thế này, từ trên trời ngó xuống thì em như thế này, bây giờ là mặt trời nó phía sau lưng mình đó, đó. Đó, cái đó là chỉ một lần của nó làm sao là mình quay y chang vậy thôi. Này nó có 2, 4, 5, 6, 7 cái hột à. 7 cái hột coi anh của em được mấy hột. Cây này to hơn cái cây này nè, nó hút hết nhựa của nó nè. Để coi 2, 4, 6, 8, 10. À, thằng anh thì được 10 cái hạt, thằng em được 7 cái hạt. Rồi nó lên được có 3 cái nụ nhỏ nhỏ này nữa. Thì nó chừng, cái này chừng khoảng 4, 5 ngày nữa nó nở mấy bạn. À, mình cũng vạch mình xem coi, mình cũng tò mò là sư tổ á đó. Đó anh Lê đó, anh cũng ra anh xem đó. Ở đó đó giữa màn hình đó, bây giờ là nhờ tôi cắt lá ra mới lòi ra được mấy em chàng heo đó, đeo đu lên nó đi đó. Ở đó trên đây cao này một cái nè, đó là cũng có vợ có chồng ha. Thôi ở đây thì ráng ăn buổi giùm cho ba với má nha, không thì không có ai làm phiền con đâu. Đó đó, rồi mình nói để mình biết á, rồi những cái hồ sen này đó, hồ sen này thì mình cho nửa bịch nha, ba thon. Bên này đó là cứ một cái ao nhỏ vậy đấy, một cái hồ nhỏ vậy thôi đó, là mình bỏ 1/3 bịch, bỏ 1/3 bịch. Nói láo nữa, hai chỗ này, hai cái chậu này, chỗ này chỗ này chưa bỏ, nó chưa có dính sình là nó chưa bỏ, chờ một tí. Đấy, mình vừa làm vừa quay phim vừa rắc đó đàng hoàng nha. Đó đó, rồi ở đây mình cũng rắc chậu bên này luôn, là 1/3 bịch mấy bạn, 1/3 bịch. Cái bịch dư thì mình để lại đó, cái bịch mà xong xài xong rồi á thì mình thải ra lại trong cái thùng đó, chút đó là mình ngâm nước đó trong cái này để mà mình vớt vát cái khúc cuối là vớt vát là gì, khúc cuối vớt vát đó là vớt vát cho cho em nó là mình rửa mấy cái bịch đó.
mình xin xịt vô miếng phân cho mấy cái chậu theo ni, cái chậu mẫu đơn của mình, mẫu đơn là cái mẫu đơn của Mỹ chứ không phải mẫu đơn của người miền Bắc của mình. Miền Bắc của mình nó mẫu đơn là hoa trang mấy bạn, thành ra mấy cái hoa ổi này coi nó khác không, cho nó có đậu được trái nào không. Mấy bữa nay là mình lo mình giống hoa sen, mình mê hoa sen lắm, mình không có để ý cái gì tới mấy em này này nọ đây chưa, mà nước nó cũng hao nước luôn mấy bạn. Đó thì mình để cho nó ít nước chứ, rồi mình tưới cây của mình xong rồi mình sẽ chăm nước thêm coi coi nó như thế nào, nó có tiến bộ gì không. Thì nếu mà nó tiến bộ nó tốt thì nửa tháng mình chăm nó một lần, mình chăm xong cho nó một lần. Cái màu cái lá sen nó cũng đẹp đó, lá sen là bây giờ nó mới tốt hơn rồi đó. Đó thì cái mùa sen nó chỉ có cái mùa hè này thôi, cái mùa hè này thôi thì mình chịu khó chăm nó, rồi cái mình có rồi mình cười hỉ hả mình nổ với chị mình thôi. Thì chính mình thì rất là thích, nhưng mà rồi thì chị cho mình cho chỉ là 10 cây đó, nó trong cái chậu cho lên đàng hoàng rồi chị hải, rồi mình đưa hạt thôi. Chứ là bứng thì chị cái cây là hai lần là chỉ trồng chết rồi thì chị chán, nhưng mà cái này mình làm lại cho chị, mình làm lại cho chị trồng chị thích đi, rồi có mấy chị em thôi. Đó cái cây ở phía sau nó là cái cây ô liu này bạn, mình không có tưới nó, nhưng mà có lẽ là mình không tưới cho nên nó xấu xí đó. Thì mình sẽ làm cỏ làm phân cho mình chưa nó, mình làm cái mình cắt nó, mình vẫn tiễn cho nó lại. Cái này cái ổi mình nghĩ nó cũng thiếu nước thì mình không có rảnh, không có thời giờ để tưới đủ nó hết. Ta thử coi rồi mình làm vườn sau của mình đó, là mình bỏ phân mấy cây cẩm tú cầu của mình á, mà nguyên một cái đống phân đó đó, với rải vườn sau mình cũng mấy chục bịch đó. Kỳ này á cho tụi em ăn phân cho đã luôn đi, nghe không, rớ đá hoa ra hoa cho đẹp nha. Đó thì mấy cây này á, mấy cây dền xanh tự trong vườn nó lên với bạn, cây lẩu xanh này nè để nấu canh. Mình cũng có trồng mới tí tô đó, mình xin giống từ bên nhà chị Chính, mình nó về mình nấu bún cò bung. Báo cáo cho chị Chính nghe, đây là cái tự cây của bông cây hoa tâm bụt trắng ấy. Đây này, nó lên đây này, đó cho chị Hải xem nha. Đó, mỗi chị được một chậu nha, ba chị Sáu, chị Chính, chị Hải, mỗi người được một chậu nha. Rồi em cũng chỉ được có một chậu thôi, nó lên được có bốn chậu thôi. Đó cái này đó là nó quá nhiều luôn. Cái cây chậu này là cái chậu của em đó nha, bởi vì lắc mình lắc mẩy rồi hy sinh vì cái đẹp đáng yêu của cái cây hoa tâm bụt ấy. Rồi mình mới xịt phân cho nó, mới rắc phân cho nó sơ sơ rồi á, mình cái ngâm cái những cái vỏ này đó là không có phải là mình bỏ đâu, nhưng mà cái phân này là nó tốt lắm đó. Nó là như là cái chất áp xịn á, như chị Hải cái Hải đó, áp xịn nó đừng có cho nhiều quá nó thành overdose. Bây giờ đó là em ngâm nước này á cho nó ra cái này á, để em rửa sạch cái là em tận dụng hết tất cả các thuốc á, em không phun thuốc cái gì hết đó. Rồi ơi mà biểu mình không thương chị mình làm sao được, bị chị mình quá tốt đối với mình. Đây mình còn được hai cái cây cà tím đây nè, cái cà trắng với một cà tím, cái cà trắng. Giờ chính mình cứ nói sao ăn sao tao nghe nó tê tê cái lưỡi tao, không biết sao mình không biết. Tao người kia mùa hè này nó nóng quá rồi cái nó lại bị tê tê lưỡi, mình không biết thôi. Nhưng chỉ nói sao thì mình nghe vậy đi. Chứ thường á là mình ăn mấy cái trái cà tím đó là mình cũng rửa nước muối nè. Thì cái nước muối là nó giải độc mấy bạn. Nó nãy giờ mình bỏ phân chứ mình chưa bỏ mấy cây hồng mình nha. Cây hồng mình là cái phân khác mấy bạn ơi. Cái phần hồng mình nó chỉ là phân bình thường thôi, là mấy cục gầu bình thường thôi. Chứ còn cái thuốc đó nó mắc lắm, nó giống như là nó cải tà cả đó, nó gì đó cải tử hoàn sinh nha. Giống như cây bưởi này đó, mình phải cho nó ăn nguyên một bịch luôn. Đó, còn cái cây tốt này thì mình không cần.
mình chỉ là phân bò thôi, mình sẽ làm ở bên đó, đào bên đó cái lỗ mình chôn cái chậu vào, cái chậu bên hông có lỗ ấy đó, nó đó rồi, rồi cái mình trồng cho nó lên. Chứ đây cây cà ri á, rễ ăn nó to rồi nó cũng không có lên tốt đâu, cho nên mình không có không... cái cây leo, cái cây cà ri này có là cái cây củ hoài sơn đó mấy bạn. Mình dí ở chỗ đâu nó gần cái chỗ nào mà mình lấy nó, mình giống như cái cây này nè. Thật sự cái bí này nó lên tốt lắm mà bị gì nó con chuột con thỏ gì cứ lên nó ăn riết à, rồi nó cứ cùi mình bực mình. Thì có ai mà trồng cái húng lũi mà cực khổ như nó trồng con chậu này nè, trồng cái đất nó cũng ăn nữa đó mấy bạn. Như sau á là mình hiền quá mà giờ mình phải đi sát sanh, mình sát sanh toàn lũ chuột cũng sát phá mình quá. Thỏ thì mình thả cho nó đi, nhưng mà điều á bây giờ mình thấy làm hàng rào là gì nó cũng phá quá chừng nữa bạn ơi. Mình cũng chịu hết nổi thỏ rồi, nhưng mà vì mình rất là yêu em thỏ mà. Có nào đi xe khám xám xuống dưới nhà mình không? Từ đằng xa xa đó, mình đứng ở cái đây là cách 15 thước, cái hoa sen của mình nó cũng đỉnh đạt, nó nằm ở chính giữa cái màn hình đó. Thấy thương nó quá ha. Rồi giờ mình phải đi ra đằng trước, tại mình cũng ghiền cái vườn mình quá rồi. Cuối tuần là cái ngày của mình, mình không có muốn ai làm phiền mình cuối tuần hết, để mình làm vườn. Mình biết ở đây có con chim nào ở đây không? Đó, nó bay lên đó. Cái con chim đó làm cái ổ nó đã đó, mình không có muốn cho nó ấp ở đây nữa, mà cứ năm nào cũng vậy nó mổ cái đó, nó mổ cái cây của mình luôn, đưa một cái rò giò tròn mà nó ăn lá hết trơn hết trời mấy bạn. Bực rất là bực mình. Rồi em té rồi đó, mấy cái cây mình trồng ở đây nó cũng mổ lá nó ăn luôn. Mình có một số cây của chị Hải cho ở đây nè. Cây này đó thì mình phải giữ cho nó đó, để mình tưới cái cây này cho cây đa của Việt Nam mình á. Còn ở đây đó là cái loại cây mà nó mọc đó, nó nóng quá là nó chết, nó là nó cây mùa đông. Clivia, mình nghĩ tên là Clivia. Đó, cái cây này cây rhododendron của mình nè, nó là cũng là stiff leaf. Nhưng mà cái lá này là cái lá dài chứ không phải lá tròn như trên Sarakota nhớ các bạn. Thành ra mình làm gì làm mình cũng phải lên đó mình lấy cái cây đó đó, mình đem về, tại vì không có họ cũng đào lên hết trơn nha. Trời nắng quá rồi, giờ ở nhà mình như cái đống ung vậy đó, mình phải đem ra đây đó mình che nó lại đó, mình tưới nó, tại vì nó tưới ở ngoài kia nó không có sự sức lắm. Còn bên đây nó là mình có cái cây lá dứa mình mới mua về nè. Mình thì mình không có ngại gì đi mua hết à, nhưng mà bởi vì trồng cái nó cứ chết hoài bực mình, cho nên mình muốn cái rễ nó to to chút thì nó ấy, nó trồng cái cây lên. Rồi bữa mình mua cây 25 đồng, chị Hải cho nó mắc quá, mình nói mắc gì mắc chứ thà lại mua cái cây nó có cái rễ to nó còn hơn cái cây nhỏ nó mau chết lắm, mình không muốn đó. Anh Lê thì anh Lê trồng tre, đây là cái cây tre tàu đây nè, nó lên đẹp coi chưa mấy bạn. Đó trước mình nó như cái đống ung rồi, dọn trên nhà chị Hải tới giờ là mình còn vẫn còn chưa vẫn còn chưa mà dọn đi hết được, là nó mình bận lu bu đủ thứ chuyện hết hà, nó không có rảnh. Không có rảnh giờ để mà mình làm công chuyện nhà, nhưng mà do là chỉ bán được nhà là chỉ cần dọn rách nó ra đó, thì ra mình lấy về mình để đỡ đó đi, rồi mình từ từ mình tính sao đó. Cái bữa đó mình nói mấy cây lan của mình á, chị Hải chị hỏi mình á, thì những cái tược này lên là tược lá nha bạn, thì là thường là người ta tẻ nó ra, nó tàn hết rồi, cây này nó tàn nó lên cũng hoa cũng được 2 tháng nó mới tàn. Cái cây hoa của mình nó cũng lên thiệt là tốt nha. Đó, cái bắp tiên của mình cứ quay cứ đi tới đi lui mỗi ngày để cho mình nhìn mình thấy nó, rồi mình biết đó là nó cần gì, mình bỏ công gì và nó biến chuyển như thế nào đó, thì mình cũng biết đó, mình tính sổ với em đó. Em mà em là biết em chết với tôi ấy, tôi xuyên lắm. Hồi nãy đó mình thấy cái xe khám xám nó chạy, mình nói chứ trời ơi,
không biết là ai mà đi tới thăm mình giờ này, tại vì ngày Chủ nhật là cái ngày của mình đó, mình thường thôi, mình ít có tiếp khách ngoại trừ chị Hải với chị Chính mình á, với lại mấy đứa con của anh Chính anh Lê á, chỉ là khách thường xuyên đó là lên trên mình thôi, chứ còn lâu lâu thì có mai cháu mình nó tới, chứ mình á mình cũng không có, mình cũng nhà mình cũng có nhiều khách với bạn, còn bạn bè ở ngoài công trường, mấy đứa đệ tử ngoài công trường á là nó có lên thì nó cũng cho, nó nói với anh Lê chứ nó cũng dám nói với mình á, tại vì nó nói với mình lúc nào mình cũng say no hết nè, mình không có nói yes rồi đó. Anh có bạn lên đó là anh chơi, anh nói chuyện với bạn, anh không có làm chuyện đó, là mình làm gần chết, mình làm mà mình á tính mình đó, mình làm thì làm, mình không bao giờ mình kêu anh phụ đâu, mình không có cái kiểu mà nhõng nhẽo với anh làm cái gì đó, nhưng mà làm nó một ngày có khách thì nó vui thật á, nhưng mà nó vui đó, thì cái nhậu nhẹt sai rồi đấy, sai rồi nhậu rồi đó là người ta đâu có nhớ người ta nói gì đâu bạn, mình làm gần chết luôn đó, mà đó là sai mình không kịp ngớp, là tại vì đối với mấy đứa em, mấy đứa cháu ngoài công trường á, tụi nó dễ thương lắm, nhưng mà điều á mình quá dễ thương á thì nó lên hoài thì mình mệt hoài, là cái gì mình chỉ có bao nhiêu giờ đó để mình làm giường thôi. Bây giờ chị Hải với chị Chính á, chị Hải mình nói với chị Hải, nhà chị chị Chính mình á rất là sạch sẽ, còn nhà mình nó không bao giờ sạch sẽ được hết. Đây cái nước này nó chảy đây nè, cho nên mình phải kéo nó lên chút xíu cho nó tưới trong cái này nè, nó chảy trong này thì nữa mình không có tốn nước rồi đó. À, giờ nó hôm qua mình có thấy cái hoa đó, mình hồi nãy giờ không thấy đâu, đây nè, cái hoa thanh long màu tím này thì nó nở này á, này nó phía trước nhà mình nó lỡ ra rai la rai vậy á, thì cái thằng mà của cái thằng Lisa của chị Hải đó, nó cũng nhờ cậy được, tại vì nó có để mà nó chấm hoa đó mấy bạn. Nếu chút mình lấy cây kéo khác mình cắt, chứ cái này kéo này cắt không được, cắt cái này là phải cây kéo mà nó bằng thỏ thỏ hai cái tay ha, rồi mình cắt mấy cái nhánh này đó. Anh Lê đó thì cái hoa này đó thì hồi đó dưới nhà mẹ mình đó, thì có, rồi ông anh họ thì mới bứng lên đây ông trồng, ông thích cái cây này cái đẹp, ông Tông Càng cũng vậy đó, nhưng mà mỗi một cái vùng nó khác với bạn, ở nhà của mình á nó thuộc là cái vùng hai rít gì nó cháy đó đó, cho nên nó là cháy mà từ trong nhà mình đi ra đó thì bảo hiểm nó mới đền, còn cái dòng mắc dịch mà nó cái cây đó, mình lấy cái kéo này coi, mình nói với bạn hay chứ mình cũng chẳng phải tài giỏi gì, mình đi đó cái thùng đồ nghề, thùng phân của mình á, ở bên cái bịch đen là cái bịch phân bao thon của mình đó, rồi mình để đồ nghề dụng cụ của mình đó rồi mình muốn cần cái gì thì mình chạy lại mình lấy thôi. Đây cái dốc này cũng là 30 độ đó, mình đi bỏ mấy cái chỗ có giòi nước xì này nè, mấy chỗ này nó cũng chẳng giấu giếm gì mấy bạn, là ông thần của mình á, chị Hải chỉ hỏi tại sao mà kêu mà bà chúa với ông thần, em nói chứ tên ảnh em kêu, em đặt tên cho ảnh á, em kêu ông thần thôi, thay vì kêu ông trời thần đất lỡ thì ông giận em chết rồi, cho nên em chỉ kêu là ông thần thôi, tổng nghe ông khoái quá, ông nói bà chúa này tử tế thiệt á, anh là bà chúa, anh đặt tên là bà chúa là để khỏi ăn hiếp anh, tại vì ai gia đình ta trọng mặt mũi mấy bạn đó, rồi sợ rồi mang tiếng sợ vợ này kia có vợ được, có được con vợ để sợ là cũng mừng lắm rồi đó. Thì mình cắt trong cái này mình cho nó okay. Nó nghiêng nghiêng mà khó ngồi gần chết luôn. Đây là những cây vú sữa đất của mình đây nè, đó vú sữa đất của mình muốn nhổ luôn đấy, cái này là làm phân ấy đó. Thế mình lý do tại sao nãy mà mình ngưng nó giữa chừng á là để mình đi lấy cái cây kéo này đó, cây kéo này á thì sẽ cắt cái này nó được hơn đó, mình cắt nhỏ cho nên nó thấp rồi nè, rồi cái mình bỏ nó mà lấy đó. Mình bỏ nó rồi cái chỗ nó
nó trống trống chút xíu này, hoặc là mình bỏ luôn ra ngoài đây cũng được, là chút nữa mình đi hốt, ví dụ mình muốn nó. Và đó, mình cắt cái vậy nè, mình thấy trên kia tụi nó tỉa luôn nguyên cái vòng tròn như thế này nè, đó, tỉa thế này, cái vòng tròn như thế này nó tỉa vậy, giống như mình kiểu mình hớt tóc vậy đó. Mà hớt tóc ai chứ, mà bây giờ là anh Lê anh không dám đưa cho mình hớt tóc nữa đâu. Mình nói với bạn em mà mình kể đó, lần nào mình kể thì chính mình chỉ cũng ôm bụng chỉ cười hết đó. Tại vì mình á thì không có biết cắt tóc. Với em Dona hỏi mình á, cắt tóc á. Mình chỉ cắt tóc cho mình thôi, để cho mình khỏi chửi mình thôi. Bởi vì bận quá rồi không có chạy qua nhà chị Chính được, chứ chị Chính lúc nào chị cũng sẵn lòng mà chỉ đương đau cái tay. Đương đau chân, đau chai, đưa chân đâu có đứng được. Đó rồi để chị mình làm cực kỳ mình cũng không có muốn. Cho nên là mình tự tử chừng nào chứ có rảnh chứ lên đây á thì làm được gì thì làm, chứ còn giờ mình cái điều kiện của mình nó mình cũng bận quá đi rồi. À, ông anh rể thì giờ làm vườn ta cũng mê rồi đó. Đó, để cho mình coi, đây là cái cây mình mua ở trên mạng này, nó là rose ngọt nha bạn. Nó đại khái nó cũng giống cái tạng cái màu của mình á, nhưng mà do là nó trẻ thành ra nó còn non, thành ra cái hoa nó to hơn. Đó thôi, mình xin ngừng cái clip ở đây để tí nữa mình xuống dưới mình phụ ảnh, có gì lạ mình quay cho mấy bạn xem nha. Đó là các bạn, hẹn các bạn sau.